One Piece chap mới 951 đã ra lò rồi. Lần này thì Queen thực sự bóp trái tem. Cuộc chạm trán giữa Big Mom và Kaido thì đã xảy ra. Tiếp đến là giải thích lý do vì sao Hawkins lại bắt giữ được Law. Cuối cùng là sức mạnh thực sự của một tứ hoàng đã được bộc lộ trong cái chap này. Vâng, xin chào anh em, mình là Samsoi TV. Cảm ơn anh em đã quay trở lại với kênh của mình. Chúc anh em một ngày hè mát mẻ. Không để anh em chờ lâu nữa, chúng ta cùng vào với nội dung chính của chap mới nha, One Piece 951. Ở chap trước, One Piece 947, chúng ta biết được rằng Queen đã dùng đến tuyệt chiêu Thiết Đỉnh Công để chống đối lại với Big Mom. Với đòn tấn công vào đầu này, Big Mom đã lấy được trí nhớ của mình. Nhưng do tác dụng phụ mang lại, Big Mom đã bị ngất thiết đi. Queen sợ hãi, thét lớn, ra lệnh cho bọn thuộc hạ trói mụ ta bằng xích đá biển 100%, quấn 100 vòng. Hơn nữa, còn tiêm thuốc ngủ cực mạnh. Đến chap này, hắn ta đã áp giải thành công tứ hoàng Big Mom đến thủ phủ của Kaido. Tưởng rằng Big Mom sẽ bị cạo lông và rồi nhúng vào lồi nước sôi, hay là thọc cái que từ đầu cho xuống chân và rồi quay lên như một con lợn xề. Ai ngờ đâu Kaido đã nhờ đến tình xưa nghĩa cũ, món nợ ân huệ cả đời với người đẹp Big Mom. Chính vì thế Kaido đã mang thức ăn đến cho mụ ta. Mụ ta ăn một cách ngon lành và lo lên. Xem ra Kaido vẫn tốt bụng chán anh em ạ. Sau đó thì mụ ta phá lát cái lớp xích đá biển một cách dễ dàng. Điều đó chứng tỏ rằng đẳng cấp một tứ hoàng quá là vượt trội. Sức mạnh thể chất trâu bò đến cả còng đá biển cũng không làm mụ ta giảm đi bao nhiêu sức mạnh. Thấy cảnh này, Queen và King sợ hết hồn. Biểu cảm của Queen thì cực kỳ thốn. Chắc là hắn nghĩ rằng thôi chết mẹ con rồi, tưởng là sẽ được khen thưởng vì lập công. Ai ngờ đâu cọng rắn vì cắn gà nhà. Và đây là một pha bóp rái tem đến từ vị trí của Queen bệnh dịch. Chuyển đến cảnh kinh thành Hana thì Orochi và bọn ninja Fukuzoku đang nói chuyện với nhau. Chúng thông báo với những ninja mới về một thông tin gì đó. Lúc đó thì có một tên ninja chưa rõ thông tin, tuổi tác, họ hàng hay là tình trạng hôn nhân. Hắn báo tin về lệnh truy lãng của băng hải tặc mũ rơm, băng hải tặc trái tim của Law và rồi chúng truyền tay nhau. Sanji và Shilobu thì đang quan sát ở phía đằng xa xa tất cả những sự kiện đang diễn ra. Họ định lợi dụng tình thế hiện tại và rồi Sanji sử dụng bộ đồ hắc ẩn để cứu nhóm Peppo đang bị giam trong nhà ngục. Tiếp đến là một cảnh hồi tưởng quá khứ, giải thích lý do vì sao mà Hawkins có thể bắt giữ được Law. Quay trở lại chỗ Big Mom và Kaido, khi mụ ta ăn no lê xong liền lao đến tấn công Kaido với một thanh kiếm. Chắc là con Napoleon đang đội trên đầu. Cuộc đụng độ xảy ra và rồi thời tiết bắt đầu thay đổi. Hình như là giống như cái đoạn xanh đánh nhau với bố già râu trắng thì phải. Rất có thể là Haki bà vương đối kháng làm thay đổi cả thời tiết. Chi tiết này vẫn chưa được rõ nhà bà con và chờ thêm thông tin chi tiết. Chap mới thì hết tại đây rồi. À mà tuần sau thì vẫn có chap mới nha. Nghe đến đây là vui cả nhà rồi nhỉ. Anh em đừng quên ghé vô shop One Piece Samsoi để mua mũ và móc chìa khóa One Piece nha mọi người. Nhớ like để được đẹp trai và xinh gái hơn, cập nhật những thông tin mới nhất của One Piece. Video kết thúc tại đây rồi. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.